Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, câu 51 tới câu 59. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói, bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông, đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, một người dám sống chứng nhân cho tin mừng là người dám đứng về phía sự thật. Có những sự thật, vì tiếng lương tâm, chúng ta phải nói ra, dẫu cho sự thật ấy có nguy cơ làm cho chúng ta bị trù dập. Như Đức Giêsu đã đến giờ người nói rõ mọi sự về người, dẫu sự thật này sẽ là nguyên nhân đưa người đến thập giá chăng nữa. Từ lâu, Chúa Giêsu bị coi là cái gai trong mắt của những nhà lãnh đạo Do Thái, như là Pha-ri-siêu, tiến sĩ luật, phái Sa-đốc. Họ muốn loại bỏ Chúa Giêsu vì lý do người từng lên án thói đạo đức giả của họ. Thêm nữa, họ nhận thấy những lời Chúa Giêsu chứa đầy nghịch lý. Chưa được 50 tuổi mà xưng mình có trước Abraham, còn bảo ai tuân giữ lời Chúa thì được sống. Thế mà Abraham và các tiên tri đã chết, lại cả gan xưng mình là đấng hằng hữu, danh xưng chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Vì thế họ bàn cách loại trừ bằng việc ném đá, xô xuống vực hay đóng đinh như một tử tội. Con người cần nhờ Chúa Giêsu Kitô để đến được với Chúa Cha mà hưởng sự sống vĩnh cửu. Cho nên những nguy hiểm không làm Chúa Giêsu chùn bước, vì sứ mạng Chúa đến để cứu chuộc con người, để mặc khải sự thật. Chính vào lúc Chúa Giêsu bị đối xử như một tử tội, bị cho là ở trong hoàn cảnh bi đát, yếu đuối, bất lực và đầy sự chế nhạo nhất, là lúc người được Chúa Cha tôn vinh. Người được tôn vinh không phải trên ngai vàng mà là trên thánh giá. Thánh giá mới là nguồn phát sinh ơn sự sống. Lạy Chúa, đã có nhiều lần trong cuộc sống chúng con cố tình từ chối chân lý, sống ngụp lặn trong tội, bỏ ngoài tai tiếng nói lương tâm, lề luật Chúa cùng giáo huấn của Hội Thánh. Mùa chay thánh sắp qua đi, xin cho chúng con biết mau mắn chạy đến với Chúa và xin Ngài mở con mắt đức tin. Nhờ đó, chúng con nhận ra thân phận yếu đuối của mình, đồng thời cũng can đảm từ bỏ nếp sống tội lỗi, canh tân đời sống cho phù hợp với ánh sáng tin mừng của Chúa. Amen.
Thank you.